Xin chào quý vị đến với chương trình Tấn Đạt với Thánh Ca Tin Mừng trong dịp lễ thứ năm tuần thánh. Và kính thưa quý vị, trong dịp lễ này, Tấn Đạt xin giới thiệu với tất cả quý vị một sáng tác của Nguyễn Thành Đông, Tiệc Ly. Xin mời quý vị hãy cùng lắng nghe. Chiều thứ năm hôm nào, Ngài cầm lấy chiếc bánh trao cho các môn đệ. Này là thân xác của ta, hãy cầm lấy mà ăn, sẽ được sống mãi muôn đời. Vì này là bánh trường sinh, nay ta để lại cho con. Đây là bữa tiệc ly, ta đành xa biệt các con. Bằng nhiệm tích này đây, thân ta với chiếc bánh này, và máu ta với ly rượu kia. Đây nay rồi sẽ phó thân. Chiều ấy trên đồi cao, giang tay trên treo thập tự, chuộc tội cứu con muôn đời. Rồi cũng bữa tiệc này, Ngài cầm lấy chén uống trao cho các môn đệ. Này là trên máu của ta, hãy cầm lấy mà uống, sẽ được cứu rỗi muôn đời. Vì này là máu tình yêu, nay ta để lại cho con. Đây là bữa tiệc ly, ta đành xa biệt các con. Bằng nhiệm tích này đây, thân ta với chiếc bánh này, và máu ta với ly rượu kia. Đây là bữa tiệc ly, mai này rồi sẽ phó thân. Chiều ấy trên đồi cao, giang tay trên treo thập tự, chuộc tội cứu con muôn đời. Và cũng bữa tiệc này, Ngài truyền lời chăn trối, hãy luôn mến thương nhau là điều răn mới của ta. Và hãy cứ hành luôn việc này để nhớ đến ta. Vì này nhiệm tích tình yêu, nay ta để lại cho con. Ta đành xa biệt các con. Bằng nhiệm tích này đây, thân ta với chiếc bánh này, và máu ta với ly rượu kia. Đây là bữa tiệc ly, mai này rồi sẽ phó thân. Chiều ấy trên đồi cao, giang tay trên tự chuộc tội cứu con muôn đời. Cảm ơn quý vị đã đến với chương trình Tấn Đạt với Thánh Ca Tin Mừng trong dịp lễ thứ năm tuần thánh. Xin Chúa chúc lành cho tất
tất cả quý vị. Thank you.